Dạ, thì đã chín vị đã tịch rồi. Thì hiện nay thì trên đây là có thờ xá lợi của các vị đó, cho nên là mình đi xung quanh đó, quý vị thấy là có để tên của các vị đó luôn, xá lợi của các vị đó. Và bản thân Tuấn thì quan niệm thì chụp thì được, không vấn đề cả, nhưng mà quan niệm thì đối với Tuấn thì không nên. Dạ có, dạ có. Tu hành và đến đời kiếp này thì các vị đến mới chứng được quả vị đó, thì có nghĩa là đó là tích tụ lại của bao nhiêu đời mà các vị tu hành. Có lời sư
lý do tại sao mà